Vâng, xin được chào mừng quý vị và các bạn. Chúng ta cùng quay trở lại với chuyên mục trao đổi tọa đàm của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Điện Biên. Thưa quý vị và các bạn, phong trào thi đua khuyến học khuyến tài xây dựng xã hội học tập chính là cơ hội để cho mỗi người dân Việt Nam có cơ hội được học những kiến thức mà mình còn thiếu. Phát triển phong trào thi đua khuyến học khuyến tài thì cũng là cơ hội để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và tạo động lực cho kinh tế xã hội phát triển. Vậy thì phong trào thi đua khuyến học khuyến tài và xây dựng xã hội học tập trên địa bàn ở huyện vùng cao Điện Biên Đông đang được triển khai thực hiện ra sao? Thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta hãy đến với cuộc trao đổi của chúng tôi với ông Nguyễn Văn Tăng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện Điện Biên Đông để làm rõ hơn về vấn đề đặt ra. Và trước tiên thì xin được cảm ơn ông Nguyễn Văn Tăng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện Điện Biên Đông đã tham gia cuộc trao đổi chúng tôi ngày hôm nay. Xin chào quý vị khán giả đang xem truyền hình. Vâng ạ, xin được quay trở lại với cuộc trao đổi của chúng ta. Thưa ông Nguyễn Văn Tăng, ông có thể cho biết rằng là phong trào thi đua khuyến học khuyến tài xây dựng xã hội học tập thì quan điểm của Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên Đông trong việc triển khai thực hiện là gì thưa ông? Riêng đối với Điện Biên Đông thì công tác khuyến học khuyến tài đã rất được quan tâm ngay từ đầu và đưa vào các cái nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện, và căn cứ vào đó thì Ủy ban dân huyện cũng đã xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện cái nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện, rồi Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, và đặc biệt là triển khai cái chỉ thị 11 của Bộ Chính trị về công tác khuyến học khuyến tài. Thưa ông, thì ông có thể cho biết những kết quả nổi bật mà huyện Điện Biên Đông đã đạt được trong phong trào thi đua khuyến học khuyến tài xây dựng xã hội học tập thơm? Thì hàng năm thì số lượng học sinh của Điện Biên Đông thi học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh đều đạt khá cao. Tôi lấy ví dụ như năm học 2023-2024 thì trên địa bàn huyện Điện Biên Đông có 80 học sinh đã đạt học sinh giỏi cấp huyện và 33 học sinh đạt học sinh giỏi cấp tỉnh, đứng thứ 5 trong 10 huyện thị cả toàn tỉnh chúng ta. Đây cũng là một trong những vấn đề liên quan đến công tác khuyến học khuyến tài được định hướng ngay từ những ngày đầu của năm học. Về công tác đào tạo nguồn nhân lực, riêng đối với đội ngũ cán bộ công chức viên chức của Điện Biên Đông thì có tỷ lệ đạt chuẩn và trên chuẩn rất cao, và đặc biệt đối với đội ngũ cán bộ công chức thì đạt trình độ trên chuẩn, đó là trình độ thạc sĩ. Và hiện nay thì chúng tôi đang phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3 đối với tiểu học, chỉ còn 3 xã nữa là ở mức độ 2 trung học cơ sở. Tại rất là nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Điện Biên thì cái mô hình mà gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học thì phát triển rất là sâu rộng. Vậy thì đối với huyện vùng cao Điện Biên Đông thì ra sao thưa ông? Phong trào này trên địa bàn của chúng tôi cũng tuy là một huyện vùng sâu, vùng xa nhưng cũng khá phát triển mạnh. Có tới hơn 2.000 gia đình được công nhận và có hơn 80 dòng họ được công nhận là gia đình và dòng họ học tập tốt. Và đặc biệt ở đây thì tôi lấy thí dụ có một gia đình ở ngay thị trấn này thôi, gia đình Bắc Lẫm. Chúng tôi cho đây cũng là một trong những gia đình tiêu biểu mà chúng ta cần phải nhân rộng cái mô hình này. Xin cảm ơn ông. Vâng, kính thưa quý vị, ngay sau đây thì chúng ta sẽ đến gặp gia đình ông Nguyễn Văn Tăng vừa chia sẻ. Là người dân tộc thiểu số, lại sinh sống tại một huyện vùng cao còn gặp rất nhiều khó khăn như Điện Biên Đông. Nhưng ông Lò Văn Lẫm và bà Lương Thị Buốn ở tổ dân phố 3 thị trấn Điện Biên Đông vẫn luôn quan tâm đến việc học hành của con cháu. Vợ chồng ông Lẫm mong muốn con cháu của mình được ra trường, ra lớp, học chữ để có cơ hội vươn lên tạo dựng cuộc sống no ấm đủ đầy hơn so với chính bản thân mình trước đây. Bản thân tôi ấy giáo dục con cháu lớn lên, đi học các ngành, các nghề, các trường đại học cao đẳng, tốt nghiệp về nhà để có ngành có nghề để phục vụ nhà nước được tốt hơn mới thoát khỏi đói nghèo đã khẩu được. Vợ chồng ông Lẫm sinh có 40 người con cháu chắt thì có đến 14 người có trình độ thạc sĩ và đại học, hiện đang công tác tại nhiều cơ quan đơn vị trong toàn huyện. Từng cá nhân trong gia đình ông luôn cố gắng để học tập tiến bộ, nỗ lực phấn đấu thành những công dân có ích cho xã hội. Năm nay con vào lớp 4, 3 năm học trước con đều được học sinh xuất sắc. Năm nay con cố gắng học tập tốt để được những phần quà như những năm trước. Để học tập tốt thì ở trên lớp em thường là nghe cô giáo giảng bài. Nhưng bài nào không làm được em thường hỏi cô, còn ở nhà. Tấm gương hiếu học của gia đình ông Lẫm là minh chứng cụ thể cho thấy phong trào thi đua khuyến học khuyến tài và xây dựng xã hội học tập ở huyện Điện Biên Đông đang có sự phát triển đúng định hướng.
lại với cuộc trao đổi của chúng ta ngày hôm nay ạ. Thưa ông Nguyễn Văn Tăng, trên địa bàn huyện Mê Đông thì ông có thể cho biết rằng là huyện đã tổ chức xây dựng được bao nhiêu trung tâm học tập cộng đồng, và đến nay thì các cái mô hình này còn phát huy được giá trị và hiệu quả như ban đầu không thưa ông? Chúng tôi có 14 trung tâm học tập cộng đồng, trong đó thì có 3 trung tâm là có cơ sở vật chất riêng, còn lại thì làm chung với trụ sở ủy ban dân các xã. Đến giờ phút này thì các trung tâm học tập cộng đồng vẫn hoạt động rất là tốt. Cái công trình này thì đang sử dụng cho những mục đích ra sao thôi? Công trình này thì được sử dụng rất nhiều mục đích, cho bà con đến để đọc những sách truyện, báo chí, tạp chí của chương trình, các cái chương trình mà được cấp phát, và những cái quyển luật mới, đặc biệt những luật đất đai mới thì chúng tôi để đấy, thì bà con thường xuyên là đến đó để đọc. Và ngoài ra thì chúng tôi cũng tổ chức các cái lớp xóa mù chữ cho những đối tượng mà người có tuổi rồi thì ở tại cái trung tâm học tập cộng đồng này. Vâng thưa ông, thì qua tìm hiểu thì chúng tôi được biết rằng là trên địa bàn huyện Mê Đông so với các địa phương khác trong tỉnh thì tình trạng tảo hôn vẫn còn khá phổ biến, đã làm giảm cơ hội học tập của rất nhiều trẻ ở tuổi vị thanh niên. Vậy thì ông hãy cho biết là quan điểm của huyện trong cái việc mà giải quyết khắc phục những cái mặt còn hạn chế này đối với lại nhóm trẻ vị thanh niên như vậy? Vấn đề tảo hôn đúng là một vấn nạn mà rất nhức nhối trên địa bàn điện Biên Đông từ xưa đến nay. Tuy nhiên thì để có được những cái giải pháp cụ thể thì cũng cần phải xây dựng một cái theo lộ trình, vì vấn đề tảo hôn đã ăn sâu vào tiềm thức của nhân dân các dân tộc, đặc biệt là dân tộc Mông ở trên địa bàn này. Chúng tôi cũng đang có một giải pháp quan trọng, đó là huy động tất cả cái sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ cấp huyện đến cấp cơ sở, và lồng ghép tất cả các cái cuộc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật thì đưa vào để tuyên truyền. Đặc biệt gần đây, một cái giải pháp mà chúng tôi cho rằng đó là một giải pháp rất hiệu quả, đó là trong cái chương trình mục tiêu 88 thì chúng tôi có một cái phần để tuyên truyền, thì chúng tôi đưa vào cái nội dung này, tuyên truyền cho hộ gia đình nào thì sau khi tuyên truyền xong anh đã nhận thức được đúng về cái đó thì anh sẽ ký cam kết, còn nếu như ký cam kết và anh vi phạm cái đó thì xã sẽ xử phạt, căn cứ vào cái đó để phạt. Thì như vậy chúng tôi mới triển khai thí điểm được 2 xã thì thấy rằng tỷ lệ đúng là giảm đi, và chúng tôi cho rằng đây là cái biện pháp mà trước mắt chúng tôi cho rằng đấy là biện pháp rất hiệu quả. Ngoài những cái khó khăn vừa chia sẻ bên trên thì ông có thể cho biết rằng là thực hiện phong trào thi đua khuyến học khuyến tài thì trên địa bàn huyện Điện Biên Đông còn có những khó khăn vướng mắc nào không? Kết thúc năm 2023 chúng tôi vẫn còn 41,53% hộ nghèo, mà đã nói đến hộ nghèo thì sẽ kéo theo rất nhiều, kinh tế thì chậm phát triển. Chính vì thế cho nên cái mà điều kiện để nhân rộng cái mô hình xã hội học tập và công dân học tập là cũng rất khó khăn. Muốn nhân rộng được thì chúng ta phải biểu dương thường xuyên, mà biểu dương thì phải có cái nguồn động viên họ là bằng vật chất. Như trong những năm vừa rồi thì chúng tôi cái nguồn quỹ khuyến học cũng được gần 1 tỷ. Nguồn này tiêu mãi thì nó sẽ hết, mà để huy động các cái mạnh thường quân thì trên địa bàn thì cũng không có những doanh nghiệp lớn, cho nên chúng tôi cũng toàn phải huy động từ nguồn lực bên ngoài thôi. Thì cái nguồn lực được đến bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu, còn lại phát huy cái nội lực của mình. Huyện nghèo thì cái nội lực không được đáng bao nhiêu. Chính vì vậy nó là phần rất lớn để nhân rộng cái mô hình này. Hiện nay thì cũng cận kề với những ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường rồi. Để thì mọi trẻ em trong độ tuổi đi học đều được ra trường ra lớp, thì tại huyện Biên Đông đang có những giải pháp cụ thể nào, đặc biệt là đối với những trẻ em vùng sâu vùng xa của huyện và trẻ em thuộc những gia đình hộ nghèo cận nghèo? Dự kiến trên địa bàn điện Biên Đông sẽ có hơn 24.000 học sinh các cấp đến trường, và tỷ lệ hộ nghèo thì chúng tôi vừa nói rất cao. Trong hè này chúng tôi đã phải có giải pháp tu sửa lại ngay các trường lớp học, đặc biệt là các lớp học tại điểm bản dành cho tiểu học lớp 1, 2 để các em đủ điều kiện có cơ sở vật chất để đến trường. Thứ hai nữa là chúng tôi đang tiếp tục để triển khai rộng cái mô hình trường bán trú. Mô hình trường bán trú này thì các em được thưởng các cái chế độ chính sách của nhà nước, và đến giờ phút này thì tỷ lệ theo kế hoạch được giao thì các em đã ra trường, tựu trường đủ cái số học sinh mà trong cái kế hoạch giao ngay từ đầu năm. Năm học này, trường mầm non xã Triềng Sơ sẽ đón hơn 500 học sinh theo học ở 12 điểm trường trong toàn xã. Ngay từ những ngày đầu tháng 8, tập thể sư phạm nhà trường đã có mặt
khẩn trương thực hiện tổng vệ sinh và trang trí khuôn viên trường lớp học, đồng thời thực hiện sửa chữa làm mới các đồ dùng đồ chơi, sẵn sàng đón học sinh tựu trường. Ở điểm trường trung tâm của chúng tôi có tất cả là 5 lớp, các lớp đã chuẩn bị sẵn sàng về cả tâm thế và trang trí. Và môi trường bên ngoài đã được dọn dẹp sạch sẽ và chúng tôi cũng đã tiến hành họp phụ huynh để chuẩn bị các đồ dùng cho các cháu bước vào năm học mới. Dự kiến trong năm học 2024-2025, hơn 50 đơn vị trường học ở huyện vùng cao Điện Biên Đông sẽ đón khoảng 24.000 học sinh ra lớp. Thời điểm này trên địa bàn toàn huyện, mưa nắng thất thường, giao thông đi lại còn gặp nhiều khó khăn. Nhiều phương án và kịch bản đã được Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chỉ đạo các nhà trường thực hiện nghiêm túc. Ví dụ như các cái điểm mầm non và các trường mầm non còn khó khăn và nhân lực chủ yếu là nữ, thì Phòng Giáo dục đã chỉ đạo các trường tiểu học, trung học cơ sở giúp đỡ các cái trường này để làm sao là cái ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường được an toàn. Đến thời điểm này, các đơn vị trường học ở huyện vùng cao Điện Biên Đông đã vững vàng tâm thế để bước vào năm học mới. Mương Thông thì trường học chính là cái nơi bồi dưỡng tri thức và tạo cơ hội học tập cho rất nhiều trẻ em trên địa bàn toàn huyện. Vậy thì trong những năm qua thì huyện đã làm như thế nào để thực hiện kiên cố hóa trường lớp học và đảm bảo cơ sở vật chất tối thiểu cho các em học sinh? Các trường đến thời điểm này thì cũng cơ bản cũng đã được đầu tư xây dựng, tuy nhiên thì còn thiếu thốn rất nhiều. Và chúng tôi thì có rất nhiều giải pháp. Trong đó cái giải pháp quan trọng để xây dựng cơ sở vật chất này đó là cái thực hiện cái chương trình đầu tư công của giai đoạn vừa rồi. Và tiếp tục rà soát những đơn vị trường mà đã được đầu tư nhưng chưa đáp ứng được với nhu cầu của chương trình đổi mới sách giáo khoa 2018. Thì chúng tôi lại tiếp tục đưa vào lộ trình đầu tư của giai đoạn sau. Bên cạnh những nguồn lực từ nhà nước, vậy thì huyện Điện Biên Đông đã có những giải pháp cụ thể nào để thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục thông? Các cái điểm bản thì đều phải có các lớp mầm non, tiểu học. Do vậy thì nhà nước cũng không thể đầu tư hết được, thì chúng tôi cũng đang huy động rất nhiều cái nguồn đầu tư từ bên ngoài. Một số các nhà hảo tâm, rồi các cái công ty, doanh nghiệp đã đầu tư để xây dựng được. Đến bây giờ thời điểm này thì cơ bản về cơ sở vật chất đã đáp ứng được yêu cầu tối thiểu của chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tạo cơ hội cho trẻ em có những cái ngôi trường đẹp hơn, đúng không ạ? Đúng rồi. Những lớp học đẹp hơn để học. Xin ông có thể cho biết những cái giải pháp mà trọng tâm mà trong thời gian sắp tới Ủy ban Nhân dân huyện cũng như là Hội khuyến học huyện cần phải tập trung thực hiện để mà phong trào thi đua khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đạt được kết quả như mong muốn, thưa ông? Ngay từ ban chấp hành huyện ủy, chúng tôi cũng đã có được cái nghị quyết về triển khai về cái việc xây dựng xã hội học tập. Vì đây là nền tảng để nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài để cho huyện thì cũng là cho cả tỉnh. Cái giải pháp thứ hai, Ủy ban dân huyện sẽ tiếp tục làm tốt cái công tác tuyên truyền để cho mọi người dân đều phải hiểu được là công tác khuyến học, khuyến tài là một công tác rất quan trọng để cho cả hệ thống chính trị đến người dân đều nắm được. Và chúng tôi cũng tiếp tục kêu gọi các cái nhà hảo tâm, các cái doanh nghiệp đóng trên địa bàn cũng như ngoài địa bàn của tỉnh luôn luôn quan tâm hỗ trợ chúng tôi, kể cả về vật chất, tinh thần, để cho tất cả các cái em học sinh trong độ tuổi của Điện Biên Đông được đến trường, và những người ngoài độ tuổi được học tập ở tại các cái trung tâm học tập cộng đồng để nâng cao được trình độ dân trí. Vâng, xin cảm ơn. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, qua chia sẻ của ông Nguyễn Văn Tăng thì có thể thấy rằng là phong trào thi đua khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn huyện Điện Biên Đông được triển khai nhiều năm qua thì đã tạo điều kiện và cơ hội cho rất nhiều trẻ em và người dân trên địa bàn toàn huyện được học tập, nâng cao tri thức và tiếp cận những kiến thức mà mình đang còn thiếu. Tin rằng là với những giải pháp mà huyện đang tập trung triển khai thực hiện thì phong trào thi đua khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn huyện Điện Biên Đông tiếp tục sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn ông Nguyễn Văn Tăng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện Điện Biên Đông đã tham gia cuộc trao đổi của chúng tôi ngày hôm nay. Và chuyên mục trao đổi tọa đàm tuần này của chúng tôi xin phép được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chuyên mục tiếp theo.